Á hậu Phương Nhi khoe bộ ảnh bikini trước thềm chung kết Miss International. Năm nay chung kết Miss International không có phần trình diễn bikini trên sân khấu, vì thế khán giả rất thích thú với loạt ảnh này của Á hậu Phương Nhi. Mới đây, Á hậu Phương Nhi đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh cô diện bikini màu hồng khoe triệt để đường cong cơ thể. Bộ bikini màu hồng thiết kế một mảnh với những đường cắt xẻ tinh tế giúp người đẹp phô diễn được làn da trắng và tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào, trẻ trung. Theo chia sẻ từ giám đốc truyền thông Miss International, ông Stephen Diaz, cuộc thi năm nay sẽ bỏ phần thi áo tắm trên sân khấu. Như vậy, khán giả trực tiếp theo dõi cuộc thi sẽ không được ngắm vẻ đẹp của các thí sinh trong trang phục bikini. Vì thế, loạt ảnh của Phương Nhi càng trở nên thu hút hơn. Ngoài loạt ảnh diện bikini, Á hậu Phương Nhi cũng hé lộ về chiếc đầm dạ hội có tên Ngọc Phương Đông. Đây là một trong hai chiếc đầm dạ hội mà người đẹp chuẩn bị cho phần trình diễn trong đêm chung kết Miss International 2023 diễn ra tại Nhật Bản sắp tới. Bộ đầm dán đuôi cá với phần cổ xẻ sâu giúp nàng Á hậu khoe trọn vẹn những đường cong hoàn hảo trên cơ thể. Đặc biệt, phần lưng sau của chiếc đầm còn được thiết kế tà váy với tạo hình chiếc nơ khổng lồ làm tăng thêm vẻ lộng lẫy, kiêu sa cho người mặc. Đặc biệt, chiếc nơ khổng lồ sau lưng váy được kết bằng 8 cánh bằng lụa Mikado gợi nhớ đến nốt thắt trên obi truyền thống trang trọng trên trang phục kimono của Nhật Bản. Đây là điểm nhấn tinh tế sẽ dễ dàng giúp Phương Nhi lấy lòng khán giả tại xứ sở hoa anh đào. Vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào của Phương Nhi cộng với phong cách trang điểm trẻ trung, hiện đại càng khiến người đẹp dễ dàng thu hút ánh nhìn của công chúng. Là đại diện của Việt Nam tại đấu trường Miss International 2023, Phương Nhi nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Vẻ đẹp ngọt ngào, đậm chất Á Đông của người đẹp được đánh giá cao tại cuộc thi. Chung kết Miss International 2023 sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 10 tới đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.